Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước, thời khắc giao thừa đã đến, năm Đinh Hợi bắt đầu. Tôi thân ái gửi đến toàn thể đồng bào và chiến sĩ trên khắp mọi miền tổ quốc, đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc mọi người, mọi nhà ấm no, hạnh phúc. Chúc cho chúng ta toàn thịnh, thanh bình. Thay mặt nhân dân Việt Nam, tôi gửi tới các dân tộc trên thế giới chúng ta rất vui mừng trước sự biến đổi tích cực của đất nước, gia đình, và vùng sâu vùng xa thế giới hải đảo. Chúc việt nước ta thành công thịnh vượng, an bình và hạnh phúc lớn. Cùng đó, kế hoạch của chúng ta tăng lên nhân dân phấn khởi, tin tưởng. Thank you.